Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài hơn 3.200 km với trên 3.000 hòn đảo lớn nhỏ. Vùng nội thủy và lãnh hải cùng các đảo đã tạo nên 12 vịnh, đầm phá với tổng diện tích 1.160 km2, rất thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. Đối với Quảng Ninh, Hải Phòng, được chính phủ xác định là một trong những địa phương trọng điểm của cả nước trong việc phát triển nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Đây là điều kiện thuận lợi, tạo tiền đề quan trọng để hai địa phương phát huy thế mạnh trong lĩnh vực này. Thành phố Hải Phòng có nghề nuôi biển tập trung tại huyện Cát Hải, gồm hai khu vực chính, khu vực Cát Hải và khu vực Cát Bà. Theo thống kê, trên các vịnh của huyện đảo Cát Hải có 440 cơ sở nuôi thủy sản với trên 500 nhà chòi, trên 8.200 ô lồng nuôi cá, khoảng 59.000 m2 giàn nuôi nhuyễn thể đã mang lại thu nhập cao cho người dân, trên 100 triệu đồng một hộ một năm, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động. Tuy nhiên, việc nuôi trồng thủy sản tại khu vực vịnh thuộc quần đảo Cát Bà ở mật độ cao đã ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường, phát triển du lịch của địa phương. Thành phố Hải Phòng đã ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ nhằm quy hoạch vùng tập trung nuôi trồng thủy sản tại các vịnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới. Việc làm này đã nhận được sự ủng hộ của không chỉ người dân, khách du lịch, mà còn của những hộ nuôi trồng thủy sản trong việc phát triển kinh tế biển đảo của địa phương một cách bền vững. Hiện tại đến bây giờ thì ở trên vịnh Bến Bèo này thì cũng mật độ nuôi trồng thì nó cũng quá đầy. Huyện, thành phố mà có quy hoạch để thu gọn lồng bè giảm bớt đi thì chúng tôi lúc nào cũng tán thành. Gia đình tôi có nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bến Bèo từ năm 1992 tới nay. Ô lồng của gia đình thì bây giờ nó đã rơi vào gần 200 ô lồng. Và nhân công ở trên bè thì có khoảng 10 nhân công để phục vụ nuôi trồng. Chủ trương của huyện và thành phố sắp xếp lại cái khu vực nuôi trồng thủy sản ở Bến Bèo để cho nó thông thoáng thì gia đình chúng tôi cũng hoàn toàn là nhất trí với chủ trương của thành phố và huyện. Theo thống kê, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Quảng Ninh hiện có là 32.000 ha, trong đó có 7.500 ha nuôi tôm, 2.200 ha nuôi cá biển, 9.500 ha nuôi nhuyễn thể, trên 10.300 ha nuôi các loại khác và 14.500 lồng nuôi cá biển, vân vân. Nghề nuôi trồng chế biến thủy hải sản phát triển mạnh ở các địa phương như Hạ Long, Cẩm Phả, Hải Hà, Móng Cái. Đặc biệt ở hai huyện đảo Vân Đồn và Cô Tô, từng là một trong những địa phương khó khăn, cuộc sống người dân phụ thuộc chủ yếu vào ngư trường khai thác thủy sản. Thì hiện nay, hai huyện đảo này đã phát triển đa dạng các ngành nghề với cơ cấu kinh tế chính là du lịch, nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy hải sản, đã góp phần giúp doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn chủ động đầu tư để phát triển kinh tế địa phương. Trong thời gian sắp tới, huyện Cô Tô chúng tôi sẽ tập trung tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện hoàn thiện các quy chuẩn quản lý chất lượng cũng như là thành lập doanh nghiệp mới, và chúng tôi tiếp tục phải thực hiện cái việc tuyên truyền quảng bá các sản phẩm, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh để làm sao mà mọi người, nhân dân và du khách được biết đến sản phẩm OCOP của Cô Tô. Tuy nhiên, để nuôi trồng chế biến thủy hải sản phát triển kinh tế biển đảo theo hướng bền vững, Hải Phòng, Quảng Ninh nói riêng và các địa phương ven biển nói chung cũng cần thực hiện thống nhất trong chiến lược quản lý môi trường biển, đảo quốc gia. Nâng cao nhận thức cho cư dân vùng ven biển vấn đề môi trường, sản xuất sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giúp cho ngành nuôi trồng chế biến thủy sản tiếp cận thị trường, vân vân. Chúng ta đã làm rất nhiều việc về xúc tiến thương mại, xuất khẩu. Tuy nhiên là người tiêu dùng nước ngoài hình như biết về thủy sản Việt Nam nhiều hơn là người tiêu dùng trong nước. Tôi nghĩ rằng là ngành thủy sản cần phải đẩy mạnh cái khâu xúc tiến thương mại, cung cấp cái thông tin, giới thiệu những sản phẩm xuất sắc của chúng ta cho những người dân trong nước. Và đó là một cái sự cân bằng giữa cái thị trường nội địa với thị trường xuất khẩu. Hoạt động nuôi trồng và chế biến thủy sản vùng biển đảo nhằm tiếp tục khai thác các lợi thế về tự nhiên, xã hội và thị trường, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào nuôi trồng thủy sản nhưng vẫn bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm sản xuất thủy sản có hiệu quả, an toàn thực phẩm, giải quyết việc làm và ổn định đời sống cư dân vùng biển đảo, vân vân, là hướng đi đúng đắn của chính phủ Việt Nam. Lợi ích từ phát triển nuôi trồng thủy sản là rất lớn, không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về mặt chính trị, xã hội trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.